Thiếu tướng Lê Minh Đảo, người hùng Xuân Lộc, ông đã ra đi vào năm 2020. Và thưa quý vị, ông ra đi đúng vào cái lúc mà dịch virus Vũ Hán đã đang lan tràn khắp nơi trên thế giới. Cho nên, giàu với tư cách một người hùng, nhưng nhiều các nơi ở trong nước cũng như hải ngoại đều muốn có những cái buổi tang lễ của ông thật long trọng. Tuy nhiên điều đó đã không làm được. Dù sao thì tang lễ của ông đã được gia đình tổ chức. Có một điều rằng ngay trong tang lễ thì gia đình có nêu lên cái di nguyện của ông là không muốn phủ lá cờ vàng, với cái ý tưởng của ông là ông đã không còn chiến đấu ở mặt trận, cho nên ông nghĩ rằng ông không muốn phủ lá cờ vàng. Thì thưa quý vị, trong báo Người Việt đã có đăng rằng rất đông quân nhân, cựu quân nhân Quân lực Dân Quân Cộng Hòa đã đồng ý với ý kiến của cố thiếu tướng Lê Minh Đảo. Thì thưa quý vị, có phải chăng rằng cái việc phủ lá cờ vàng cho một người dù là quân hay dân như cán chính của Việt Nam Cộng Hòa là không cần thiết sau 45 năm mà Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam? Vấn đề này như thế nào? Chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghê Lữ và cựu trung tá Nguyễn Mộng Hùng. Vâng, ông là một cựu quân nhân, một cựu quân nhân cao cấp và đã từng có đệ tứ bảo quốc quân chương. Và Nghê Lữ kính chào niên trưởng Hùng ạ. Và thưa niên trưởng, về cái vấn đề mà phát biểu của di ngôn của cố thiếu tướng Lê Minh Đảo thì niên trưởng có ý kiến gì ạ? Vâng, kính chào anh Nghê Lữ, đài của anh Nghê Lữ. Anh hỏi tôi thì tôi xin trả lời như thế này. Phải đầu tiên là phải nói là cái bảo quân chương đó cho những người Việt Nam Cộng Hòa có công với đất nước, không kể gì là quân đội không, mà phải kể cả dân sự nữa. Vì tôi đã gặp nhiều rất nhiều nhân sự, ví dụ như các bác sĩ đã có công cứu ở đều đỏ kia các thứ là đã có bảo quân chương rồi, mấy người dân sự đó mà theo điều hành huấn trị điều hành căn bản của Bộ Tổng Tham mưu thì chất chất chặt, và những người có bảo quân chương kể cả dân sự đều phải phục, phải vụ cờ. Anh phải nhớ cái chữ phải nó khác con nên là gì đó. Dạ vâng. Thì cái vấn đề là người chết trận và người ấy. Tuy nhiên chúng ta sang đây cho đến giờ này chúng ta cũng gọi là chưa có tan hàng một cách nên là bằng trên giấy tờ, mà chỉ có cái là chúng ta thua trận, chúng ta ra khỏi đất nước thôi. Nhưng sang đến đây thì những người có bảo quân chương là chúng ta là phải phục cờ đá. Còn có những người mà gọi là phục vụ dưới cờ thì gia đình và trước khi mất họ đã có những cái ý tưởng đó thì đơn vị tổ chức có thể để mà phủ cái lá cờ đó cho người đã được ra đi. Cái đó là một cái gọi là cái favor của những người cựu quân nhân, cũng gọi rằng là anh nó đã có lúc mà phục vụ dưới cờ với tình huống là hoàn toàn là tôn thờ cái trách nhiệm danh dự của quân đội. Thì họ gia đình họ yêu cầu thì chúng mình cũng không có cái gì để mà cái đó là ngoài luật đó. Nhưng mà mình có thể ảnh hưởng. Còn các vị tướng, tôi xin đưa cho anh những vị tướng. Đầu tiên là ông tướng Nguyễn Chí Thi. Ông Nguyễn Chí Thi có đề nghị rằng có quân chương. Ông Lê Quang Lưỡng, tức là người có thể tam đẳng mà quân chương. Hai ông đó có di chúc là không phủ cờ, không gì cả. Đó là di chúc người ta trước khi chết. Thì trên phương diện là gia đình chỉ cứ tuân thủ theo cái di chúc đó, chứ không phải là không phủ cờ cho người ta. Riêng đến trường hợp của ông Nguyễn Chí Thi, tôi còn biết được rõ là ông chủ tịch Washington DC, thì lúc mà ông Thi chết, ông đang ở trên Lancaster, tức là cung phụ cận của DC. Do đó ông chủ tịch nói và Nguyễn Chí Thi và ông con trai nói là bây giờ bố tôi nói
nghĩa vụ đó. Anh nói là thưa bác, một người tướng mà đã có thể nói được là có công với đất nước và bao nhiêu trận chiến thắng trận trận đó kia, ông từng làm cái đó, từng làm cái kia, ông đã từng làm ủy bên lãnh đạo quốc gia thì phải vũ cơ, hay là họ vũ cơ. Đó là cái chuyện mà của ông tướng Nguyễn Chính Trị. Còn lý ông Lê Minh Đạo cũng giống như là ông Lê Quang Lưỡng, thì mấy người đó là họ nói là không phục thì cái chuyện đó thì tôi thấy là di chúc của họ thôi, chứ còn kể ra là phải phục cờ những người đó là phải đó. Nhưng mà bây giờ họ ra đi, họ không muốn đi được làm sao. Làm sao mình có thể đi đi ngược cái lợi, đi ngược với ý đồ của gia đình. Đó là cái lời trả lời của tôi. Anh nghe nghe nữa này. Dạ vâng. Thưa đại trưởng, tuy nhiên cái điều đó mà nếu nói rằng phần đông hay là đa số những cựu quân dân của Liên Hiệp Cộng Hòa đều đồng ý là cái chuyện không phủ cờ bởi vì không còn chiến đấu tại mặt trận, thì thưa với liên trưởng về cái ý kiến này, thì liên trưởng nghĩ rằng có phải là phần đông đều đồng ý như vậy hay không, hay là đó chỉ là một số cá nhân nào họ tự khiêm tốn, họ suy nghĩ và họ nói như vậy thôi? Còn việc phủ cờ rất là quan trọng vì cần thiết chúng ta chỉ còn cái lá cờ vàng để mà đấu tranh với lại cộng sản, thưa với liên trưởng. Thưa anh, cái này này, cái những anh mà gọi rằng là quân đội ta không phải là đơn vị nào nó cũng giống đơn vị nào. Có những đơn vị cái quân kỷ hay là cái tình đoàn kết tình với Hồ Chí Minh nó vẫn còn lặng lẽ lắm, và có những người thì đang đây tôi đã thật cũng như bản thân tôi, cá nhân tôi, so với những người khác, so với những người hạ chức quan dưới quyền tôi hồi xưa, bây giờ là họ có thể nói được là họ tiến bộ hơn tôi. Nhưng mà có những lúc thì anh em vẫn nhìn nhau qua cái tình huynh đệ chí binh, mà có những lúc nhìn nhau có thể đó là cái kiểu như là tự ái cá nhân, tự cao cá nhân, thì thành ra đâm ra cái chuyện mà một số người không có vũ cờ lại ra là không phải chiến tranh. Thì có những người bây giờ như các thí dụ như tôi nói anh nghe, ở Việt Nam, ở Sài Gòn lúc còn đó là có bà bác sĩ mất, mà bà lên dân sự, thì tại sao được là người ta được phủ cơ? Thế thì ở bên này cũng vậy. Tôi nói ví dụ như là ông Nguyễn Trạch Nghi hay là ông Lê Quang Lượng hay là ông Đạo, những người có địa tâm nào cũng đề nghị rằng mà có chức, tại sao là không phủ cho người ta? Những người có địa ngũ nào mà có chức cũng phải phủ cho người ta. Thì thành ra đâm ra tôi có thể là nhờ anh rằng là chúng ta đây phải nói là sao đây, có thể nói 7/10 là quân nhân, cựu quân nhân, còn 3/10 đó là sự gia đình của cái quân nhân, rồi cũng cứ từ từ rồi HO, bên cạnh HO là con cháu sang đây để như để tám, bắt đầu là cũng là một cái khối máu mủ. Ví dụ như những người đánh là con tôi, là em tôi, đại khái như vậy. Thì hậu duệ như là bà con nó lớn lan cũng vậy, thì là hậu duệ rồi thì trong này đẻ cháu con cũng là một cái vòng của Việt Nam Cộng Hòa thôi. Thì cũng không thể nào mà chúng ta gọi là cái kiểu như là gom cho nó đủ các cái ý kiến, mà ý kiến này thì cũng có ý kiến kia, nói ra thì nó là chia rẽ. Thì nhưng tôi thấy đi nữa đó, tôi có coi YouTube nhiều, thành ra tôi thấy rằng là anh cũng chịu khó là với con người nhỏ nhắn như vậy, đi nhiều chỗ, và cũng là không biết là anh có tiền nhiều không, kia tôi thấy nguyên cái tiền mà anh cứ bỏ anh đi chỗ này đi chỗ kia cũng tốn quá, không biết là ông làm sao mà ra tiền để làm được như vậy, quá hay. Dạ vâng, cảm ơn. Cảm ơn.
Liên trưởng, cái vấn đề là Nghi Lữ hôm nay xin phỏng vấn với Liên trưởng là bởi vì Nghi Lữ cảm thấy rằng việc một người nằm xuống được phủ cờ đó là cái vinh dự cho cá nhân người đó, là một việc mà vinh dự cho cả gia đình nữa. Đúng, 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 đúng. Thành ra cho nên đó, theo Nghi Lữ, một câu hỏi cuối cùng với Liên trưởng rằng Liên trưởng có đồng ý rằng phải duy trì cái việc phủ cờ cho những người quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, họ vẫn luôn tôn trọng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa không, thưa Liên trưởng? Tôi đồng ý với anh, nhưng mà tuy nhiên cũng phải chọn lọc để mà phủ cờ, là vì có những người không phải là thực hiện được phủ cờ, nhưng người đó có một cái gọi là tính kiên trì, một cái tấm lòng, một tấm cộng, một cách như là đàng hoàng, mà có ý tưởng đàng hoàng thì chúng ta cũng nên. Còn có những người chẳng hạn như bây giờ mấy cái anh mà ngửa tiền ra ngửa một lớp mà ăn không hùng thì rồi mà nằm xuống một đòi phủ cờ thì những anh đó không đáng. Tôi nói thật cho anh không biết là anh sao. Tôi thấy Hoàng Kiều tổ chức cho Lý Tống cái đám tang nó rùng rình quá, mà lại còn tuyên bố trên gọi là truyền thông một cách thế là trắng trợn, là kêu là đại dân tộc anh hùng Việt Nam, anh hùng đại dân tộc, thì tôi xin lỗi anh. Tôi chúng ta còn rất nhiều anh hùng rất tâm lặng, mà họ không bao giờ họ nhận mình anh hùng cả, mà trong cái đó thì cái việc làm của Lý Tống tôi thì xin lỗi cũng nhiều. Nếu không có Hoàng Kiều thì chả biết cái Lý Tống chết làm sao đâu. Nhiều lắm là chạy trong cái hội đoàn của họ thôi. Đó. Thì anh đó là tôi nói anh ký chót là khi tôi cũng muốn duy trì cái việc phân tình cái vụ mà phủ cờ. Dạ vâng. Nhưng mà cho những chiến sĩ xứng đáng nào hay là một quân cách chính nào phân tình là có một cái tấm lòng mà trung kiên với Việt Nam Cộng Hòa, chứ còn nếu anh vớ va vớ vẩn là phủ cờ thì không nên. Nghi Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, người anh hùng của mặt trận Xuân Lộc năm 1975, Thiếu tướng Lê Minh Đạo đã qua đời. Và thưa quý vị, trong mùa dịch hôm nay thì trong tang lễ của Thiếu tướng đã không có nhiều các nơi đến tham dự, mặc dầu ông được coi là anh hùng. Đặc biệt là trong di nguyện của ông đã có đoạn như thế này: trong tang lễ xin miễn lễ nghi quân đội, không có lễ phủ quốc kỳ trên linh cữu, vì người quá cố không được vinh dự là hy sinh cho tổ quốc trên bãi chiến trường. Các bằng hữu đã tủng tiếc các chiến sĩ anh hùng, quý vị quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vào những giờ phút cuối của tháng 4 năm 75, đều không có dịp mà cũng chẳng còn ai đi phủ quốc kỳ trong tang lễ. Cho nên thưa quý vị, cố Thiếu tướng Lê Minh Đạo trong di nguyện đã đề nghị là không phủ quốc kỳ. Thưa quý vị, cái điều này làm cho những người từng đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ cảm thấy bùi ngùi, và cũng cảm thấy có một điều gì đó làm cho nhiều người phải suy nghĩ rằng như vậy thì sau cái cuộc chiến, khi những người dù là quân, dân hay cán chính của Việt Nam Cộng Hòa không còn cầm súng trực tiếp chiến đấu, thì họ vẫn miệt mài đấu tranh đối với Cộng sản đang cai trị ở đất nước, thì không lẽ với cái tinh thần đó thì cái lá cờ vàng ba sọc đỏ không được sử dụng để vinh danh những người quân dân cán chính đã chiến đấu cho một cái nền chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa hay sao? Thì thưa quý vị, tôn trọng cái ý kiến người quá giảng, thì chúng tôi không dám có ý kiến bất cứ điều gì về cái di nguyện của cố Thiếu tướng Lê Minh Đạo. Tuy nhiên, là những người từng phục vụ dưới cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, những người dù rằng không còn cầm súng chiến đấu, họ vẫn đang miệt mài chiến đấu mong là xóa bỏ thể chế cộng sản, thì họ sẽ nghĩ gì?
Chúng tôi mời quý vị nghe phát biểu của anh Hoàng Thưởng thuộc lực lượng sư quan Thủ Đức ở Bắc Kali. Thưa anh, trong vấn đề nghi lễ vừa trình bày thì thưa anh có suy nghĩ gì về vấn đề nên hay không nên phủ cờ cho một người lính hay là cho một người dân sự Việt Nam Cộng Hòa nằm xuống thưa anh? Trước tiên chúng tôi xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của phóng viên nghi lễ. Kính thưa quý vị, cái mùa đại nạn cho toàn thế giới đó là Corona Vũ Hán, một trong những đại dịch mà có thể làm cho thế giới điên đảo. Và kính thưa quý vị, tuy nhiên khi chúng tôi đang ở nhà để chấp hành những gì mà chính phủ và quận ngạc đề nghị chúng ta nên giới hạn ra ngoài, kính thưa quý vị, đáng lý chúng tôi sẽ ngồi đối diện với nghi lễ để chúng ta bàn bạc và nói chuyện về những vấn đề liên quan đến cái tranh đấu của chúng ta và liên quan đến những gì mà chúng ta luôn luôn coi trọng, đó là lá cờ vàng và sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, trước tiên chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị, các chiến hữu của chúng tôi đang sống khắp nơi trên toàn thế giới, gia đình được mọi sự bình an khi đại dịch Corona Vũ Hán này đã làm cho chúng ta phải mất đi những cái sinh hoạt cần thiết để vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta và đấu tranh cho đất nước. Cảm ơn Nghĩa Lữ đã cho chúng tôi cơ hội nói lên những vấn đề liên quan đến cờ vàng ba sọc đỏ. Kính thưa quý vị, khi Thiếu tướng Lê Minh Đạo ra đi, chúng tôi rất là buồn ngùi. Lý do, niên trưởng là một trong những người nhân vị tướng oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta cũng được biết những trận đánh cuối cùng của năm 1975 là do Thiếu tướng Lê Minh Đạo chỉ huy mặt trận Xuân Lộc để chặn đứng làn sóng đỏ tiến chiếm Sài Gòn. Kính thưa quý vị, với những trận đánh oai hùng như vậy và với những phỏng vấn mà các cơ quan truyền thông báo chí của ngoại quốc đã phỏng vấn Thiếu tướng Lê Minh Đạo thì chúng ta biết rằng ông là một trong những vị tướng đã làm vinh danh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Phải thế nghe lời? Cảm ơn nghe lời. Kính thưa quý vị, có thể nói đây là một trong những vị tướng mà chúng tôi rất là kính phục. Khi ông đứng ra tổ chức và những vị niên trưởng của chúng tôi đứng ra tổ chức tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên tại Nam California, thì lực lượng sĩ quan Thủ Đức quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi đã trang bị đầy đủ hành trang để gia nhập vào tập thể này. Và trong đó có Thiếu tướng Lê Minh Đạo là người đã đứng ra để hướng dẫn cho những đàn em chúng tôi đi theo con đường chính nghĩa quốc gia. Và chúng tôi đã là thành viên của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cách đây khoảng mấy năm về trước. Và kính thưa quý vị, khi Thiếu tướng đến thăm thành phố San Jose thì chúng tôi cũng đã mời Thiếu tướng đến để chúng tôi tiếp đón một vị, có thể nói đây là một vị đại diện cho tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại. Và rất long trọng, chúng tôi đón tiếp Thiếu tướng theo lễ nghi của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, và khi mà chúng tôi nhận được tin là Thiếu tướng có một cái di chúc là không có phụ cờ Việt Nam Cộng Hòa, tại vì Thiếu tướng đã ra đi không bị chết mà mặt trận thì không được gia đình không có phụ cờ, chúng tôi thấy điều đó cũng đau lòng, không những cho những người lính như chúng tôi và không những cho gia đình của Thiếu tướng, tại vì Thiếu tướng đã phục vụ dưới cờ từ những ngày còn là thanh niên đến khi ngày mất nước năm 1975, và ra hải ngoại Thiếu tướng cũng vẫn tiếp tục phục vụ dưới cờ. Vì vậy nên khi mất đi, chúng ta phải chiến đấu, đã là chiến đấu để phục vụ dưới cờ thì chúng ta phải có được lá cờ đỏ tấp bổ hút khi chúng ta rời khỏi trần gian này. Đó là ý tưởng của chúng tôi, đã nghe được. Với lại anh Hoàng Thưởng, thì cái việc đó là di nguyện của Thiếu tướng thì chúng ta không dám có ý kiến. Tuy nhiên, nếu mà trên cái bữa tang lễ đó mà gia đình của Thiếu tướng đừng ghi cái di nguyện đó mà vẫn làm theo cái di nguyện của Thiếu tướng thì tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ đỡ có cái sự, nghĩa là đại để là cái sự gọi là bàn tán về cái vấn đề rằng như vậy không lẽ chúng ta từ nay về sau sẽ không vì không phải chết ngoài mặt trận đó, như vậy thì không lẽ rằng những người đã từng sống chiến đấu thời chiến tranh
bây giờ ở hải ngoại họ vẫn chiến đấu, khi họ nằm xuống thì họ không được vinh dự phủ cái lá cờ tổ quốc, ôm cái thân thể của mình đi về miền đất lành, thì cái điều đó nó buồn quá. Thưa thưa với anh Hoàng Thượng, anh nghĩ như thế nào về cái suy nghĩ vừa rồi của Nghi Lữ? Cảm ơn Nghi Lữ rất nhiều. Và kính thưa quý vị, khi chúng tôi đọc được di nguyện của thiếu tướng, khi thiếu tướng tạm rời kha xa cái khỏi trận này, kính thưa quý vị, chúng tôi thấy cái điều đó làm cho chúng tôi rất là đau lòng. Lý do là thiếu tướng suốt đời phục vụ cho lá cờ vàng ba sọc đỏ mà không được phụ lá cờ này theo di nguyện của thiếu tướng. Thì nhưng mà chúng tôi nghĩ là đó là cái ý thức của thiếu tướng về vấn đề liên quan đến cuộc sống của một niên trưởng của chúng tôi trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi chấp nhận cái điều đó. Lý do là đó là di nguyện của thiếu tướng thì chúng ta bắt buộc phải chấp hành theo. Đó là điều mà chúng tôi luôn luôn quan điểm rằng dù rằng bây giờ không còn cái thể chế của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chúng ta vẫn tôn trọng những ý kiến của niên trưởng chúng ta đưa ra. Và điều đó gia đình đã làm trong video clip mà chúng tôi được coi khi gia đình đã chiếu lên trên các màn hình, chỉ có thấy cờ cái lá cờ của thiếu tướng thôi, không thấy lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, có thể nói đây là một sự đau lòng cho tất cả chúng ta khi những người hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ra đi mà không có được phụ lá cờ. Vì vậy nên kính thưa quý vị, chúng tôi nói với tất cả tâm nguyện của mình rằng khi những người như chúng tôi từ năm 1975 sau đó thì đi tù, và thiếu tướng Lê Minh Đảo là một trong những vị tướng ra tù coi như là cuối cùng của những cái đợt cái cộng thả chúng ta ra khỏi cái trại tù của họ là 17 năm. Chúng tôi chỉ chưa đến sấp xỉ 6 năm thôi, nhưng mà chúng tôi nhận thấy là chúng ta đều có những cái ước nguyện là khi ra khỏi tù thì tìm cách nào đó phải vượt thoát cho bằng được chế độ cộng sản để chúng ta có thể làm được những bất cứ chuyện gì cho đất nước. Kính thưa quý vị, sau đó thì chúng tôi được đi HO, thì qua đây chúng ta vẫn tiếp tục tranh đấu bằng hình thức khác, đó là hình thức về truyền thông, hình thức về những vấn đề liên quan các hội đoàn chống cộng, và chúng tôi vẫn tiếp tục miệt mài cho công cuộc đấu tranh đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng khi chúng tôi nằm xuống thì chúng tôi rất là vinh dự khi được gia đình và các bằng hữu chiến hữu chúng tôi đắp cho chúng tôi lá cờ khi chúng tôi rời xa khỏi trần thế này. Đó là chúng tôi, đó là ước nguyện của chúng tôi. Còn những vị khác thì không muốn làm chuyện đó thì đó là quyền quyết định của quý niên trưởng đó. Nhưng mà thực tế Nghi Lữ, trong cái thời gian vừa qua đó thì lực lượng sĩ quan thủ đức của Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi cũng thường xuyên, nếu có yêu cầu của các niên trưởng của chúng tôi, yêu cầu của các hội đoàn có những vị niên trưởng của chúng tôi ra đi, chúng tôi sẵn sàng làm cái nhiệm vụ đó. Tại vì cái lá cờ nó linh thiêng ghê lắm, và khi ấp ủ được tấm lòng, khi ấp ủ được những linh hồn của những người đã chiến đấu ở phục vụ dưới cờ về bên kia thế giới vô hình, thì chúng tôi nghĩ rằng chính bản thân những niên trưởng đó cũng thấy ấm áp cõi lòng khi tìm một cõi bình an nào đó trên thiên đường chẳng hạn. Vì vậy nên kính thưa quý vị, theo quan điểm của chúng tôi thì những người tiếp tục đấu tranh, những người tiếp tục làm những nhiệm vụ mà chúng ta loại trừ khỏi cộng sản, ra khỏi thể chế của tất cả các quốc gia, chúng ta được vinh dự khi chúng ta không còn trên cõi trần nữa, đó là lá cờ được ấp ủ cuộc đời của chúng ta. Đó là ý tưởng của chúng tôi và ý kiến của chúng tôi. Tôi nghe lời kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin kính chúc quý vị trong mùa đại dịch này, chúng ta những người Việt quốc gia tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới được bình an, và chúng ta vẫn tiếp tục làm những công việc mà chúng ta đang làm để làm cái nào đó để loại trừ cộng sản ra khỏi quê hương và đất nước của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Nghe Lự và phóng viên Nghe Lự và cùng gia đình luôn luôn bình an và sức khỏe. Nghe Lự trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi và kính thưa quý vị, thiếu tướng Lê Minh Đảo, người hùng của Xuân Lộc đã vĩnh biệt chúng ta, đã ra đi. Thì thưa quý vị, cái tang lễ cũng đã được tổ chức một cách trọng thể. Tuy nhiên trong cái mùa dịch COVID-19 thì thưa quý vị, nhiều điều và nhiều nơi cũng muốn làm cái điều gì đó nó vinh danh người anh hùng nhưng mà không được. Tuy nhiên có một điều quan trọng là trong cái di nguyện của cố thiếu tướng Lê Minh Đảo thì ông lại nói rằng ông đã không có phải chết trong cái lúc giao tranh, thành ra cho nên ông có cái di nguyện là ông không muốn phủ cờ. Thì thưa quý vị, như chúng ta đã biết, những người giàu là dân sự hay là quân đội
khi đã từng chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam trước năm 75 hay sau năm 75. Dù rằng không còn chiến tranh, không còn sử dụng súng đạn, nhưng những cựu quân nhân hay những dân chính mà tôn thờ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, họ vẫn dùng mọi phương tiện để đấu tranh với Cộng sản. Thì thưa quý vị, khi họ nằm xuống thì cái việc phủ cờ vàng để xác định, để vinh danh một người đã cống hiến cái cuộc đời của mình cho cái sự nghiệp chính nghĩa, cái lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, là điều cần thiết. Và điều đó đã rất là thường xảy ra ở hải ngoại, dù rằng 45 năm qua những người lính đó hay những người dân sự đó không còn chiến đấu, nhưng để vinh danh thì chúng tôi thấy rằng cái đó làm rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, với cái di nguyện của cố thiếu tướng Lê Minh Đảo như vậy, thì thưa quý vị, mời quý vị nghe những ý kiến của những anh em là cựu quân nhân hay là những người đã từng sinh hoạt cộng đồng, suy nghĩ về vấn đề nên hay không nên phủ cờ vàng như thế nào. Chúng tôi mời quý vị nghe ý kiến của cựu đại tá Vũ Văn Lộc. Dạ, nghe Lữ kính chào điện trưởng, và điện trưởng có ý kiến gì về vấn đề này ạ? Vâng, thưa toàn thể quý vị, tôi cũng có ý kiến về vấn đề này, nhưng mà tôi cũng xin thưa là có lẽ tôi nghĩ là đa số đều có ý rằng là nên phủ cờ vàng cho một vị anh hùng tướng lãnh. Nhưng mà tuy nhiên, đối với cá nhân tôi thì cái ý kiến của tôi có tính cách dè dặt hơn, là bởi vì nếu mà trong trường hợp mà tôi phê phán thì như vậy tôi nghĩ là tôi không có ở trong cái địa vị mà phê phán những cái ý kiến của một người đã ra đi và đã được tôn trọng là anh hùng. Nhưng mà tôi nghĩ là rất tiếc là nếu mà trong trường hợp mà tướng Đảo mà có dặn con cháu như vậy, thì tôi nghĩ là có lẽ con cháu cũng không nên ghi rõ ràng là cái ý kiến ra, mà chỉ cần nên làm theo lời của người ra đi, là không có phủ cờ. Thì như vậy nó có lẽ nó gây ra một cái vấn đề mà gọi là bàn tán trong anh em. Đó là một cái ý kiến đầu tiên. Tôi nghĩ là nói tóm lại là cái ý kiến của người quá cố thì dù đúng hay sai, phê phán cũng là một điều rất là đáng tiếc. Nhưng mà nếu mà con cháu không có ghi cái câu đó ra, không cần thiết ở trong cái cáo phó, thì tôi nghĩ là cái vấn đề đó nó có vẻ hợp lý hơn. Nhưng mà nhân đây tôi cũng xin nói thêm nữa là thế này, là tướng Đảo thì đã có cái ý muốn là không có được phủ cờ, thì thực ra cũng có một vài các vị tướng lãnh khác, chứ không nói là các anh em quân nhân, cũng có những cái tang lễ mà không có phủ cờ, thì chuyện đó thì cũng có lẽ là cũng không có cần phải bàn tán nhiều. Nhưng mà tôi có một người bạn, ông Trung tá Trần Văn Giai, ông ấy 5 năm trời, ông ấy sống những giờ phút cuối cùng, nhưng mà ông ấy lại nhắc nhở tôi là đến chuyện gì thì anh em cùng khóa lại phải phủ cờ cho ông ấy. Mà trong khi đó thì trong lúc cái hoàn cảnh xa xôi như thế này, thì cái tang lễ của ông ấy lại không có được nhiều người chú ý, và chỉ có một người vợ với người con. Thì tôi có nói với lại chị trai với đứa con đó là thôi, không có anh em tới được là vì lý do hoàn cảnh bây giờ, thì người vợ với lại người con lấy cờ phụ lên như vậy cũng được theo ý của người quá cố. Thì thành ra tôi mới nói được là cùng là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cùng là những người chiến đấu dưới lá cờ, nhưng mà khi ra đi thì mỗi người có ý kiến. Thành ra mình cứ tôn trọng, cho nên nhất định là anh trai anh ấy muốn phủ cờ, mà anh đâu có biết cái ngày hôm nay thì là tang lễ nó lại giới hạn. Cho nên tôi mới nói là ôi, vợ con đứng ra phủ cờ cho một người chồng, một người cha cũng là cái ý nghĩa rồi. Thế còn trường hợp là của ông tướng Đảo thì tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà ông ấy muốn như vậy thì cũng có thể chiều ý ông ấy, nhưng mà cũng chẳng cần nên viết ra cho mọi người là ông ấy không muốn phủ cờ vì lý do này, lý do khác. Thì tôi nghĩ là có lẽ mình đóng góp ý kiến, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là cái ý kiến của mỗi người đối với vấn đề lá cờ thì nó vẫn là những cái tự tôn trọng. Tôi nghĩ là ông Đảo ông cũng hết sức tôn trọng lá cờ, mà ông ấy nghĩ theo một cái kiểu khác, thì anh em cũng nên suy nghĩ theo cái chiều hướng tình nghĩa binh đệ chí binh, mà vẫn tôn trọng lá cờ, thì cũng không nên nói điều gì mà có thể làm có thể nói là làm
Dạ vâng, cảm ơn Liên trưởng Lộc rất là nhiều. Thưa Liên trưởng, thì nhân đây em cũng xin phép được nói rằng đó, trong một cái dịp mà về Việt Nam đó, thì Thiện Thành đó đã gặp một người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và ông đó có cái mong ước đó là được nhận một cái bộ quân phục, chứ chưa nói là cái lá cờ. Thì khi mà Thiện Thành nó đưa bộ quân phục đó đó, thì ông ta đã rưng rưng và hai tay trân trọng ôm bộ quân phục. Thì đây là bộ quân phục mà ông đã từng mặc, mà bây giờ ông đang ở trong nước, thì ông còn trân trọng như vậy. Thì thưa với Liên trưởng đó, Liên trưởng có nghĩ rằng cái việc phủ cờ là một cái việc mà những người còn sống cần thiết để bày tỏ cái lòng tri ân của một người nằm xuống vì chính quốc gia không, thưa Liên trưởng? Tôi hoàn toàn đồng ý, cái đó là cái ý nghĩa linh thiêng, và vì vậy cho nên đa số các chiến binh dù ở cấp nào trong nước mà ra đi ở hải ngoại thì đều có lễ phủ cờ cả, thì cái đó là ý nghĩa linh thiêng. Nhưng mà trong một cái trường hợp cá biệt thì cũng không nên lấy cái đó ra làm cái điều dị nghị. Thì tôi nghĩ là mình cũng vẫn tiếp tục theo đa số và giữ được cái truyền thống này, thì cái đó là điều mà rất là nên tiếp tục làm. Nhưng mà tạo ra một cái dị nghị trong một cái hoàn cảnh riêng biệt thì cái điều đó cũng nên giới hạn thôi. Dạ vâng, nghe lời cảm ơn Liên trưởng rất là nhiều, thưa Liên trưởng. Dạ. Vâng, xin cảm ơn anh và toàn thể quý vị.